Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 5 2023, chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng học đến tập 45. À những đức ở trong chùa đông người những đức thấy à có những người vào trong chùa mình có những đứa bé thí dụ như cha mẹ nó dẫn đến nói những đứa nghe cháu này như bị bệnh đau hay bị bệnh mà giống như đỏ ốc nó chậm phát triển hoặc cơ thể chậm phát triển mà từ khi những đức gặp những trường hợp đó những đức khuyên họ niệm phật hoặc là đeo cái máy niệm phật cho cháu như điển hình ở bên đạo tràng niệm phật bên đại tùng lâm có một thằng bé nhỏ 5 tuổi bị bệnh đau mà mẹ của nó dẫn nó đi qua trên điện tu đồ ngày hai ba thờ cái mẹ đi tu nó đi theo tu <laughs> Vậy mà giết nó lanh lắm quý vị Tuy nó không có nói chuyện được nhiều Nhưng mà câu Phật hiệu niệm được Nhưng hiệu Phật nó niệm được Mà nó học những cái động tác rất là nhanh Những động tác nó học rất nhanh Mà nó rất là lanh lẹ Rất là vui Rất là vui luôn Nó hài hước nó làm cho nhiều người thích đó. Năm tuổi Mẹ nói là Từ khi nó vô đây hơn nửa năm tới giờ là nó phát triển đặc biệt ngoài sức tưởng tượng mẹ nó nghĩ đến luôn và như đức thấy có những đứa bé nó sanh ra đời những cái nghiệp như trên thành phố lúc trước có đứa bé nó người nó hôi thối vậy mà đến chùa mình lớp đạo làm con niệm phật này kia từ từ hết chưa có những đứa bé mà cha mẹ nói rằng là nó chậm phát triển có khi những đứa bé nó khờ vì mà đeo máy niệm Phật rồi cái niệm Phật giết với nó Vì mà nó thay đổi chuyển nghiệp Đúng rõ ràng Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp Có vật hiệu này hay lắm quý vị nha à? ừ. Chính bản thân nhà Đức thấy rõ ràng mình ngoài đời thì nó cũng lanh nói chuyện đồ này kia nhạy bén một chút chứ nếu về nói cái chuyện giảng thuyết hoặc là về cái nhân duyên cái chúng sanh thì không có nhiều đâu không có nhiều và những đức vào trong ngôi tam bảo tu hành mười mấy năm thì những đức cũng niệm phật thôi mà bây giờ một tuần lễ có khi chúng ta giảng pháp 22 buổi một tuần giảng 22 buổi vì nghĩ một tháng bao nhiêu buổi quá nhiều luôn hà mà phật tử ngày nào người ta cũng nghe nhiều trang ngày nào ta cũng chia sẻ mà phật tử như mỗi tuần chủ nhật đến nghe rõ ràng luôn từng nào nghe nó cũng có cái khác tuy là xây dòng có phật hiệu nhưng đều có cái khác đều có cái sống động thì như đức muốn nêu điều này lên cho vị nghe thì vị thấy rằng là có vật hiệu nó phát duyên phát phước phát triển thông minh trí tuệ và có vật hiệu phát triển được thọ mạng kéo dài sức khỏe, sống lâu, vui vẻ. Chỉ cần người chân thật tin, chân thật niệm có sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời luôn. 100%. Chính cuộc đời nhân đức là thay đổi từ câu Phật hiệu. Và bao nhiêu con người luôn niệm Phật thay đổi cuộc đời. Từ sự khổ đau, hụt hẳn, chán nản, bị bỏ rơi đủ chuyện. Niệm Phật có thể thay đổi được những sự khổ đau đó luôn nhưng mà phải chăng thật niệm câu phật hiệu chăng thật là sao là câu phật hiệu này mình phải tin mà khi niệm rồi thì có người mình nhìn lại mình và tự mình thay đổi là nó tốt dữ lắm luôn rất là tốt có những đứa bé nhỏ nó biết gì đâu nó cũng niệm phật thôi mà nó thay đổi đấy thấy chưa vì nhớ phật nên nó phát triển con người người ta thí dụ như đứa bé này nó chậm phát triển đi nó niệm phật đi thì đầu óc nó phát triển theo cái 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 việc niệm phật của nó rồi nghiệp quả câu thúc tự nhiên buông tay ra giống câu vật hiệu là một liều thuốc chữa bá bệnh từ bệnh thân bệnh tâm nhiều bệnh trong cuộc đời này dùng câu vật hiệu áp dụng lợi ích rất là lớn mà không có tác dụng phụ Niệm Phật không có tác dụng phụ Có nghĩa là thư thới cái tâm Dịu cái tâm đi niệm Phật Không có tác dụng phụ chút nào nhớ Niệm Phật không có tác dụng phụ Hãy nhớ chỗ này Dùng câu vật hiệu này không có tác dụng phụ Thí dụ như một con người này Người ta gia đình người ta có người mắc buồn khổ chán nản gì đi Người ta nghe những buổi giảng như Đức là người ta hiểu liền Người ta cỡ mở liền Người ta biết người ta nên làm cái gì đó cho người thân người ta Nên tất cả những Phật tử mà đi về chùa mình đa phần người ta đều biết làm những việc gì lợi ích cho người thân, cho ông bà cha mẹ, cho anh chị em đã chết hoặc còn sống. Vậy thì cái việc mà nghe pháp là cái việc lợi ích rất là lớn, để mình hiểu biết, để mình áp dụng học pháp trong cái cuộc đời của mình và giúp cho nhiều người. Tại vì chính bản thân những đứa gặp Phật pháp là thấy cái lợi ích này quá lớn. Lợi ích này cực kỳ lớn luôn quý vị. Và trong Phật Pháp Quý vị biết rằng dạy rất là nhiều cái hay Dạy cho người quý vị Sẽ sống có quy tắc nữa chứ Và giúp quý vị Hạ bớt cái ngã Mạng con người quý vị xuống Con người mình tu không khéo Nó lại kiêu ngạo ngã mạng quý vị Nó được chỗ này mà nó lại tăng chỗ kia Không khéo nó bị vậy đó Mà cái bệnh kiêu ngạo ngã mạng là cái bệnh nguy hiểm vô cùng Cái bệnh kiêu ngạo ngã mạng là bệnh rất là nguy hiểm Vị nhớ là mấy vị đi đến đâu mà cái người trên hay người lãnh đạo cấp trên của mình mà sắp xếp mà mình không chấp hành là vì bị đào thải là chắc chắn luôn một trăm luôn vì người ta là cấp trên nếu quý vị nằm dây trò là cấp trên mà vì nói người ta người ta không nghe bị chịu không không bao giờ chịu luôn nên những đức cũng không phải là người đặc biệt gì nhưng mà mình càng làm cái công việc lo cho đại chúng mình mới nghĩ đến cái việc cái người là làm lãnh đạo có cái khó, cái người làm trên mình ta có cái khó của người ta, mình đã khó rồi, người ta còn khó hơn mình, vai trò mọi người nó có cái khó vậy, mình. mình là một ngôi chùa thôi, hai ngôi chùa ba ngôi chùa đã có cái khó, không chi là lãnh đạo của một huyện một tỉnh, một nước nó khổ cỡ nào không đơn giản, nên từ nơi đó mình làm cái vai trò lãnh đạo mình sẽ hiểu thông cảm với người lãnh đạo. Còn cái vai trò của mình nó quá thấp thì mình có cái khó gì thì chăng nữa mình nghĩ cái người trên nó còn lo bao nhiêu công việc, nó càng bận tâm hơn mình. Có người mình sống với càng mình nhận thức được gì thôi thì con người mình đặc biệt dữ lắm luôn. Có người không phải là nó không có sai đâu quý vị, nhưng mà từ từ mình sẽ nghĩ ra thông suốt cái tâm mình đừng có dậm chân một chỗ cứ nghĩ mình đúng người ta sai là con người mà nó không có học được một cái gì nó thành tiêu cực con người nó không có phát triển được nó nên từ nơi đó mà mỗi một hàng phật tử mình nghe đạo mỗi ngày tuy là một câu vật hiệu niệm đến cùng để cầu sánh cực lạc nhưng câu vật hiệu này nó cũng áp dụng trong cái cuộc đời mình luôn chứ không phải nó không biết gì đâu quý vị à nên nó chúng trong chùa mình đông quý vị biết rằng những đức sắp xếp bao nhiêu việc ở trong chùa điều chỉnh việc này việc kia việc nọ vừa chỉnh chỗ này thì chỗ kia nổi lên chỉnh chỗ kia chỗ nọ nổi lên nên không có bao giờ mà, mà mình mình nói trong cuộc đời này mà mà mình rảnh đâu quý vị à không có rảnh đâu trong nhà bị có hai ba người thôi vì nói đứa này đứa kia nó nổi lên nói đứa nọ đứa này nó nổi lên vợ cố gắng thì chồng cái này nọ chồng cố gắng thì vợ này kia Mình thấy cuộc đời nó là như vậy mà đúng không nên mình á, nếu mà không có vật hiệu mỗi ngày Để nhắc nhở mình thì con người mình Săn si Phiền não khó chịu bực bội đủ chuyện Xảy ra Nên Mỗi một con người mình nhận thức được Thì tự nhiên Mình sống Hết lòng hết dạ khi con người mình sống hết lòng hết dạ mở rộng cái tâm ra thì cái góc độ nhìn thấu của mình sâu sắc lắm góc độ nhìn thấu mình rất là sâu sắc luôn nhớ nên mỗi một con người mà sống mà muốn làm chế trò lớn là con người mình tâm lượng mới mở rộng ra như đức nói câu này không biết bao nhiêu lần luôn mà cái tâm người mà mở rộng ra cũng ít phiền não mà có phiền não đi chăng nữa nó cũng thoáng mau tại vì nó loạn cái vị nó loạn còn cái tâm mình nó quá nhỏ như một ly nước thì bỏ một, một giọt mực vào thôi là nó đục ngầu còn một lưu nước bỏ một giọt mực vào chưa thấm vào đâu Đúng không Giống như cái tâm mình nó quá nhỏ hẹp Chỉ cần một chút phiền não là nó làm cho mình khổ Còn cái tâm mình mở rộng ra Phiền não bỏ vào Nó loãng đi Nên con người tu hành là mở rộng tâm lượng Nhớ. Tu hành là mở rộng tâm lượng Cái việc tu hành là quý vị biết rằng Tu là tu sửa Sửa những hành vi sai lầm Là tu hành Nhớ rồi cái điều rất quan trọng của mình nghe đạo đó là Mỗi người chúng ta tu đạo nó nuôi dưỡng được một cái tâm giải thoát như dễ là hiểu được cuộc đời vô thường chữ thoát là không phiền não Chói buộc Là mình thoát rồi đó quý vị Nên có người mà không hiểu được cuộc đời vô thường thì mình chấp cái cõi này Hơn thua đấu đá biết chừng nào ngưng còn mình hiểu được cuộc đời này vô thường Nên mình mới Sống những ngày tháng đặc biệt Mình không có thể nào để trong tâm những điều khó chịu nặng nề Khổ không chí Nên nó mới giải thoát được cái tâm Nên học đạo là nó nuôi dưỡng cái tâm giải thoát <laughs> Nhớ nghe Học đạo là nó nuôi dưỡng cái tâm giải thoát Nuôi dưỡng cái tâm giải thoát là một cái gì cực kỳ quan trọng Nếu như người học đạo mà không có nuôi dưỡng cái tâm giải thoát Thì vì học đạo vô ích mà cái tâm giải thoát là nó áp dụng trong cuộc đời mình sống vui vẻ, sống tự tại, sống an lạc. Nhớ nên tất cả những người nghe đạo là nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Công việc trong ngôi tâm bảo mình có nhiều cỡ nào nhưng phải nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Mỗi ngày phải siêng năng niệm Phật. Quý vị biết rằng niệm Phật là thuốc. Phiền não là bệnh. Nên mỗi ngày chúng ta liền cái loại thuốc này thường xuyên thì viền não đến thì nó quá giải liền tại thường ngày là mình liền thuốc này rồi liền cái viên thuốc vô lượng giác thì vô lượng mê đến thì nó quá giải còn mình mỗi ngày mình không chịu lo luyện cái vô lượng giác khi mê hoặc điên đảo đến là mình hoàn toàn bị chối buộc tối tâm ngu si nên mỗi người mình phải nhận thức được sâu sắc cái nhận thức được thì đặc biệt dữ lắm, rất là đặc biệt. nên hàng Phật tử mỗi ngày được nghe gì rồi, vì thấy sáng cũng như một liều thuốc vậy, nghe làm mình phấn chắn lên đấy vị cuộc đời mình còn phải giải quyết bao nhiêu vấn đề, mình mà không phấn chắn sao mình làm việc được đây? có người người ta có khi cả đời người ta cấm đầu cấm cổ cứ là cái gì lao theo vật chất, giết rồi nó phiền não nó thành một đống luôn. có người sống trong phiền não, chết trong phiền não, đọa lạc trong phiền não. Còn mình thì nhờ nghe đạo nó mở thông vô đó ra Vì thấy nó cần thiết không Nó quá cần thiết luôn Một cái việc gia đình, một cái việc xã hội thôi Bao nhiêu chuyện phải giải quyết Vào trong chỗ làm đụng bao nhiêu sự việc Mỗi một cái công việc làm Nó đều có cái sự đụng chạm Hơn thua đấu đá tranh giành Đủ chuyện hết chứ Chỉ coi có người tranh danh đọt lợi đủ chuyện Mình nghe đạo mình tu hành rồi giết Đúng là mình nhìn thấu cuộc đời này Cuối cùng một hơi thở thở ra không hít vào cái gì là của bạn Nhưng cái ngã con người Không ai chịu thua ái Không ai chịu thua ái quý Nên những đức nói rằng Trong cái cuộc đời này cái người mà khôn ngoan Những đức nói quý vị làm một công việc gì Nó đã có được một số điều kiện sống ổn định Thôi nghỉ Rồi xong mình làm cái việc gì Lá rai Không có cần thiết làm nhiều nữa Quý vị nhìn cái sự cống hiến Nó có Đặc biệt hay không nhưng Đức nói sự cống hiến lớn nhất trong cuộc đời mình quan trọng nhất là gì? Hoài bảo đó là niệm Phật. Đời này phải giảng sách Đó đây là cái hoài bảo lớn nhất của đời người. Mà gây dựng được cái hoài bảo này là những cái gì kia nó sẽ nhẹ bớt đi. Mà nhẹ bớt đi cái cõi đời này là quý vị sẽ đỡ phiền não. Đỡ phiền não. Nên những Đức nói phải nhìn vào cái vật chất cuộc sống của mình. Nó mà ổn định rồi. Không có nên lao theo công việc nhiều quá. Thật sự mà nó còn giữ được hơn. Có những con người đúng ra sống ổn định đầy đủ nhưng mà không biết đủ mắc cách gì lắm dài, mắc sạch luôn do không biết đủ mà sanh ra cái nghiệp không biết đủ mà cuối cùng mắc sạch hết luôn quý vị ổn vô cùng phải không nên con người mình nghe đạo phải bình tĩnh suy nghĩ bây giờ mình nói gia đình mình một hai người này với của cải vật chất này sống chừng nào hết giờ biết đạo biết tu nữa ăn chay niệm phật dưỡng được cái tâm làm công việc gì mỗi ngày lai rai sống làm sao dưỡng được cái tâm có nhà ở ổn định gánh gỏi chạy đến chùa tu xong chạy về gì nhưng đức nói với vị mà nuôi dưỡng được cái tâm vậy những đức nói với vị không bao giờ quý bị, bị khổ cả đời mà nuôi dưỡng cái tâm vậy đúng là quý vị sống trong cái thời thế này mà, mà, mà mình quá thông minh luôn quá thông minh luôn đến chùa cứ chung 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 đừng có dính vào việc gì ở trong ngôi tam bảo sâu quá cái gì thầy nhờ à làm được đừng có dính vào nhân sự tùm lum đừng có quen thân với người trong chùa nhiều quá chung 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 thôi đừng có quen thân với ai nhiều quá còn thí dụ như mình muốn tặng cúng dường cho cái gì trong chùa là đều đưa cho thầy để thầy tự phân phát chứ mình đừng có tùy tiện mình vô chùa mà ai hỏi xin gì mình tự cho mình giấu thầy mình cho không có nên đừng có làm gì chuyện tầm bậy quá mình làm gì là mình chuốt phiền não mình chuốt phiền phức những đức chỉ với vị nè cái ban đầu bị vị tùy tiện gì về sau quý vị cứ tiếp tục và bị giấu ông thầy vì cái giấu 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 hoài rồi sau này họ xin hoài vì không cho không cho là sanh phiền não còn cái này là quý vị cúng dường là đưa cho thầy thầy đâu có kêu gọi mình cúng dường mình đưa cho thầy thầy tự đưa ra họ mình không có dính nhưng mà cái vô hình chung là mình làm mình làm là duyên phước nó tự có rồi phật pháp vì vi tin chỗ này nó tin ngay cái chỗ là phát tâm là nó sẽ có chứ không phải là phải cần người ta biết gì đâu <laughs> hiểu không nên nhiều người đi chùa mà quý vị nghe điều này như đức gì Hướng dẫn quý vị là quý vị lợi ích rất là lớn vì sẽ không bị trở ngại Còn nếu không khéo quý vị Tùy tiện vì kết duyên cô này cô nọ Chú này chú kia thầy nọ Vì thất bại liền Sau này có gì họ gọi mình họ nhờ mình hoài Mình không đồng ý là nó sẽ trở mặt Lúc trước được sao bây giờ không được Thà mình nói duy trì Là ngay cái điểm chính của ông thầy Nó thành công dữ lắm quý vị Nên chùa mình nó ổn định ngay chỗ tăng không có nhận cúng dường là gì sao vì như đức lo cho họ chứ mà nhận chi người ta cúng dường là cúng ngay tam bảo nên chùa mình mới được yến còn nếu quý vị để họ có tiền thì họ phải mầm mọc đi đồ này đi đồ kia đi đồ nọ về nhà có tiền mà tiền mà không xài để trong túi nó nhột nhạt thà họ không có tiền mình lo họ đầy đủ thì họ yên họ tú cái này là cái tiệc chiêu đó quý vị đặc biệt luôn á đó. Đó. tại vì họ ở một nơi mà chứ đâu phải là đi ngoài đời đi ngoài đời thì phải cần có tiền còn ở một nơi người ta lo hết trơn rồi người. người ta bố trí người nào ra người nấy nhân sự nào ra nhân, nhân sự nấy đó là một cái quy mô quản lý mà đông người mà ổn định đây rất là quan trọng mấy vị rất là quan trọng nên như Đức thường nhắc chúng cái quy củ rất là quan trọng hàng phật tử như mình đi đến đâu mình gặp người trên mình hỏi han đàng hoàng mình không có dám tùy tiện Mình tùy tiện là mình dễ phạm phải Cái mít lòng với ngôi tam bảo Mình tùy tiện mà Mình làm gì mình hỏi ai nói được mình Còn được được cái thói Đừng nên tùy tiện Nên những đức nói rằng càng làm vai trò Coi chúng lãnh đạo Những đức mới thấy Càng thông cảm với người lãnh đạo Vì họ có cái khó của họ Chỉ cần một người không chấp hành theo quy, quy cụ mà họ không sắp xếp, xếp thì nhiều người kia đứng lên thì phiền phức rất phiền phức nên họ phải có sự sắp xếp nên khi làm việc cho công chúng cho đại chúng thì nó không còn tình cảm cá nhân có người có tình cảm cá nhân không có làm việc cho công chúng được quý vị à tình cảm cá nhân là không bao giờ làm việc cho công chúng được đâu phải nhớ nó không có tình cảm cá nhân nó mới làm việc cho công chúng được có tình cảm cá nhân không bao giờ làm việc cho công chúng được phải nhớ một trăm luôn khi mỗi một người mình nhận thức được chỗ này Quý vị sẽ thành công rất là lớn luôn Trong cái đường tu Còn nếu không thì nó đi trên đoạn đường này Khoảng thời gian nào nó cũng rớt à. Nên nó phải duy trì cái cái, cái quy củ Duy trì một cái, cái cái chấp hành Nội quy của chùa đưa ra nó Như vậy thì con người mình sẽ đặc biệt dữ lắm luôn Rất là đặc biệt Nên mỗi một Phật tử Mình đi về chùa Thầy chỉ dẫn là mình nghe Ai mà nói này nói kia Mình phan hả nghe Mình nghe tùy tiện Đây đâu, đâu, phải là cái người có trách nhiệm Hướng dẫn mình đâu Mình hướng tin một người mình hướng dẫn mình Học tập một người thôi Vì thì góc độ học tập của mình đầu óc mình nó không bị căng thẳng Nên nhiều người học tập đụng ai cũng cũng, cũng nghe Đụng ai cũng cũng học Viết nó phăng văn ra Tại ai cũng nói có lý chứ không biết học cái lý nào Cái đó mới là cái khổ cái thất bại ngay cái chỗ là ai cũng nói có lý bây giờ phải học cái lý nào không thất bại là ngay chỗ đó nghe vì căng thẳng nên mình chỉ cần chọn mục tiêu mình áp dụng có kết quả mình cứ nhắm ngay mục tiêu mình áp dụng thí dụ như đức giảng Uy nghe có kết quả có niềm vui có sự an lạc có cơ sự cởi mở thì cứ nhắm ngay mục tiêu gì cứ học hoài học hoài học hoài càng học nó càng phát phát, phát lên tiến tiến lên mà càng ngày có người nó càng cởi mở nhiều phiền não đây thì vị thấy có kết quả cứ tiếp tục như vậy nghe pháp niệm phật cứ như vậy mà làm cứ như vậy mà làm thôi Thí dụ như có những người người ta muốn thỉnh tượng Phật đồ này kia người ta thờ Thờ tượng Phật trong gia đình là quá đặc biệt Như Đức đặt một bộ là một triệu bạc tặng cho quý vị Người ta muốn thỉnh quý vị nói Thời ơi mình thỉnh tượng Phật mình dành thời gian Mình đi đến chùa mình thỉnh tượng Phật nghe thầy hướng dẫn một cái chứ Quý vị coi bây giờ muốn thỉnh tượng Phật Mà lỡ chùa một lần không, không lỡ gì có người này làm sao thờ Phật Quý vị coi Thí dụ như bây giờ một người này muốn thỉnh ông thầy đến Đến Chùa người ta giảng pháp hoặc thỉnh đi đến đó Để nghe pháp Mà người này không cung kính bởi vì có lợi giảng cái bằng không Có những vị trưởng đoàn không hiểu Gặp như Đức nó thầy 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 bước ra xe thầy nhắc mấy người trong xe Dùm con vài câu của thầy Nhưng Đức nói trời trời muốn làm chuyện vô duyên cái gì Tự nhiên người ta nghe đạo thì người ta lợi người ta nghe Tự nhiên bây giờ kêu mình là ông thầy phải ra tới xe Để mà nhắc người ta dùm Nó không biết ông ở đâu trên trời rớt xuống Bắt trợn nên nếu mà mà nghe lời họ mà mà chạy ra xe thì đúng là mình mình khùng ba lơn hiểu chưa nó ngu gì ngu chứ nó cũng phải nhìn nhận ra chứ đó nên mình nó phải hiểu biết cái phật pháp rồi nó tùy duyên chứ sao mà phán duyên được nên cái người làm việc cho công chúng cái người làm việc cho đại chúng mà có tình cảm cá nhân là không bao giờ mà làm việc được thành công cái gì cái người sống mới có tình cảm nhưng cái tình cảm nó đặt đúng nó đúng chỗ đó nói mà tình cảm gì cá nhân mình này kia được mình không có làm gì cho công chúng được Con người phải nghĩ rộng kìa đó. Nên cái trách nhiệm của người lãnh đạo là người ta nghĩ rộng quá Nên đối với người thân người ta có khi người ta cũng cứng nhắc, Tại vì sao? Vì người ta giải quyết từ người thân người ta được Người ta mới làm việc được với mọi người Người thân tôi tôi còn giải quyết được kìa Chứ mấy người Còn nếu như đối với người thân mình Mình quá ưu ái Thì ai phục mình đây Mình ưu ái người thân mình quá Mình nghiêm khắc với người ta Người ta không phục mình Nên nhớ cái việc này rất là quan trọng Nên có người đi đâu Mình phải hỏi hang lễ phép Về chào hỏi đàng hoàng Cái lễ phép nó rất là quan trọng nha quý vị Đừng có tùy tiện dạy con cháu cái lễ phép Cực kỳ quan trọng luôn Nói lời chân thật Đừng tham lễ phép Ba điểm này là ba cái gốc Để thành công đời người đó quý vị Bỏ ba cái gốc này là tiêu liền Thất bại liền nên như Đức nói mấy anh em làm việc bên cạnh nói Cẩn thận làm cái gì cũng phải cẩn thận Làm cái gì nó cũng phải phải, phải cẩn thận Hàng Phật tử cũng vậy Mình làm gì mình phải phải, phải, phải cẩn thận Đừng có tùy tiện Đừng có tùy tiện Thí dụ như một buổi giảng của người ta gì cũng tâm quý Mình chỉ càng không cẩn thận thu âm bỏ buổi giảng của người ta thì Mình thấy Bản thân lương tâm mình cũng cảm thấy nó kỳ Mình lên ngồi buổi giảng mình giảng dễ không mình lên mình giảng thử đi Cái tâm quyết mà người ta giảng một bài pháp Mà mình làm bỏ đi một bài pháp là mình mình nghĩ mình tổn cái nào chứ Nó có thể để là lâu Thiệt là lâu Hoặc một bài pháp đó khi mấy chục ngàn người người ta coi Mình làm mắc một bài pháp nó, nó từ nơi đó đã đoạn mấy chục ngàn người người ta coi bài pháp nên cái cái việc làm mình là phải làm cho nó kỹ làm cho kỹ dù còn nhỏ nhưng mới luyện được cái tính tỉ mỉ với kỹ chứ đừng có tùy tiện tùy tiện rất dễ thất bại có khi mình gom góp tích lũy 10 năm 20 năm mà mình sạc đổ một phát mắt sạch không còn tồn tại nên nó mỗi một con người cái quy củ sống trong mọi tam bảo nó quan trọng lắm cái quy củ sống rất là quan trọng ví dụ như chúng chùa được hay mình mình hẹn gì với ai mình là đệ tử mình là cấp dưới mình phải luôn luôn chú trọng cái việc đi trước thời gian cố gắng tranh thủ trước thời gian còn mình bị kẹt xe này kia là mình cho một cuốc điện thoại liền cho em xin lỗi bây giờ em đang bị kẹt xe quá trời đi không được đó là con người nó nó, nó quy tắc Người ta thông cảm với mình còn thí dụ như mình để cho mọi người người ta chờ mình thì đó là mình có lỗi có lỗi nó xã hội bị nghe bị cần thiết không có người đừng có tùy tiện những việc nhỏ đó khi mình gặp như những người ta khó khăn mình sẽ bị trở ngại lớn nên một ông thầy họp công việc của chùa mà mình đến mình ngồi mình đợi là nó đúng nguyên lý tại vì học trò người đệ tử người cấp dưới còn ông thầy đến rồi mà mình chưa đến là mình lỗi đạo Nên thí dụ như hàng Phật tử quý vị có thể ngồi chờ Những đứa nửa tiếng đồng hồ Để qua giảng pháp cho vị nghe được Nhưng những đứa qua mà ngồi đợi quý vị là nó sai hoàn toàn Sai hoàn toàn Thầy mà thầy chọn ra trò nó sẽ bị lộn lạo Quý vị phải hiểu nguyên lý này Cái tâm cung kính, cái tâm lắng nghe, cái tâm mà 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 thích pháp đó là cái, cái tâm đó là công đức phước báo lớn Yeah. Mình đi về chùa, một buổi cơm mình ngồi ăn ở trong chùa nó cũng có phước Mình được ngồi trong mảnh đất giả dạ lam ăn cơm Đời đời kiếp kiếp mình được sanh trong mảnh đất giả dạ lam Nên chứ mình đừng có giỏi vàng, mình lại mình tu cái là mình tranh thủ mình chạy về đó. Nên từ nơi đó mà mình đi đến chùa, mình phải kết duyên Mình vô nhà ăn rồi mình ngồi, từ khi nhà ăn đầy mình ra ngoài mình ngồi Ngồi xung quanh chùa cũng là ngồi trong mảnh đất giả dạ lam Ăn cơm xong mới đi gì từng gì đến chùa được có một lần à mình đến chùa mình ngồi trong ngôi nhà tam bảo để mình tích tụ năng lượng chứ chứ mình mình dạy gì mình đi chạy về nhà liền chứ à ôi ơi gì nhà gì ngoài đời nó bao nhiêu việc cái từ trường nó nó cũng làm ảnh hưởng cái tâm mình mình đi vô chùa mình tu ra rồi mình mình xuống mình kiếm cơm đồ mình xuống nhà ăn mình tranh thủ mình xuống nhà ăn mình có chỗ ngồi liền xuống nhà ăn mình ngồi có chỗ ngồi nhà ăn ngoài nhà ăn trong có chỗ ngồi liền Thì khi đầy thì những đức bố trí cho các cô Chỉ quý vị bị... hoặc là đưa hộp cơm cho quý vị ra ngoài ngồi Còn mình phải vô nhà ăn mình ngồi tranh thủ xuống nhà ăn Lì rê chí Mình ngồi mình ăn trong mảnh đất dạ lam Mình kết duyên đời đời kiếp kiếp của mình Tái sinh là cuộc đời này đều là ngồi ở trong mảnh đất dạ lam Phước báo lớn mà Trong chùa có phước báo lớn Vì thấy không Mình làm lụng cực khổ mình vô chùa mình nó cúng giường đúng không Chứ mình ngoài đời có ai nói cúng với mình không Nó... Người ta nói người ta cúng Nghĩa là mình phải là người cao người ta mới cúng Còn ngoài đời có ai cúng với mình đâu Người ta nói cho mình không khi người ta tiền người ta liền gì người ta đưa mình người ta công nhận không đó đó nghĩa là những điều đó suy nghĩ thì mỗi phật tử hay người trong chùa đều trân quý mình đều có sự cung kích trân quý điều đó tốt chứ đó nguyện tam bảo gia hộ cho hàng phật tử nghe được tình độ gầy dựng tính nguyện niệm phật và đem con phật hiệu áp dụng trong cuộc đời, mỗi người đều phát nguyện đời này con phải giảng sanh về cực lạc, về cực lạc mới giúp được tất cả mọi người. Đây là điều phải cần phát nguyện mỗi ngày. Chúc quý vị an lạc an với Đà phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Để tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ